Kính chào quý bạn và quý vị. Thái Aro kính chúc đại gia đình mình buổi sáng vui vẻ, nhiều niềm vui. Clip bên này thì mình mời anh em chúng ta cùng mình thưởng thức cái đôi loa ANR3A bát bánh bò chép ruồi ghép với âm ly Pixer 800T huyền thoại. Cái âm ly Pixer 800T mà ghép với ANR3 là xưa giờ anh em vẫn cứ nói truyền tai nhau là huyền thoại thôi. Nó giống như vua nhạc vàng rồi. Nhà nó hợp nhau như cậu ấy mở nghe nó phê nó đã. Hôm nay mình muốn anh em cùng mình thưởng thức chất âm của cái bộ này ha. Rồi, trước khi tới với âm thanh á, thì mình nói sơ một chút về đôi loa để anh em chưa biết về dòng AR thì hiểu rõ hơn. Thì cái đôi mình đang có ở đây là AR3A lưới vải. Ở dưới góc phải của cái lưới thì chúng ta có cái chữ AR3A này. À. Thùng vách của nó thì nó hoàn thiện bằng gỗ lạng màu vàng cánh gián. Anh em thể quan sát là mặt hông rồi các cái góc cạnh là đều rất đẹp. Còn đây là mặt sau ha, cũng còn rất là đẹp. Giấy tờ là hai tấm còn nguyên luôn. Hoàn thiện chắc chắn xịn sò. Bên đây là chiếc còn lại. Mọi cái thứ gì liên quan đến thùng loa của cái đôi loa này rất là đẹp. Rồi, khi nhìn vào mặt trước, nhiều anh em quen và biết về đời loa AR thì anh em thấy nó rất là ghiền, nó rất là thích. Nhưng mà nhiều anh em mình chưa làm quen với AR thì nhiều khi cho ông lấy luôn, nhìn vào là chạy chạy mất dép luôn. Đây này, anh em dị ứng nhất là cái số keo này. À, keo này anh em cứ tưởng là keo điện Việt Nam dán vào nhưng mà thực chất không phải ha. Keo này hoàn toàn là keo được làm cách đây 60 năm trước của AR. Nguyên bản từ lúc sản xuất sao là nó như vậy. Thậm chí những cái con ốc ở các cái driver mid chép đây thì đều chưa có tháo ra luôn. Họ sản xuất hồi đó sao thì bây giờ nó còn nằm y nguyên như vậy. À, thì anh em thấy keo mà nó dán cái lưới của loa mid cũng vậy. Nó làm không có tròn như loa bữa nay, nó chạy bằng máy nhưng ngày xưa làm bằng tay. À, quá lâu rồi, 60 mấy năm rồi. À, anh em nhìn thấy cái chép cũng rất là lem nhem ha. Họ làm không có phải là chỉnh chu, không có mượt mà như cái thời bây giờ. Mà làm bằng tay hồi đó, mà nói chung là làm bằng tay cũng nhiều người họ làm đẹp, nhưng mà hãng AR thì họ cố tình hay là vô ý họ làm như vậy thì mình biết, nhưng mà dòng AR là nó phải như vậy, phải lem nhem đó mới là AR. Thì đó là mid chép. Dưới này là cái bát 30, bát bánh bò viền huyền thoại, viền vải. Cái viền này thì không bao giờ bị hư, 60 mấy năm rồi nó vẫn còn y nguyên, sờ tay vào nó mềm mại, không có hề bị thay đổi gì nhiều. Cái mũi loa và cái miếng bánh bò ha, anh em quan sát ha, cái miếng nằm ở xung quanh cái mũi loa là cái miếng bánh bò. Cái bát này thì cho ra tiếng bát rất là sâu, nghe nó rất là đã. Thì bây giờ anh em mình cùng nhau thưởng thức đôi loa này. Khi mà nói về dòng ANR kể cả 2, 3, 1, nếu không có âm ly Pitcher 85T thì nó chưa phải là hết thuốc. Nó phải chơi với cái dòng âm ly Pixer 85T mới gọi là hết thuốc, hết bài và nghe nó mới đã cái lỗ tai được. Vì vậy hôm nay mình có con âm ly Pixer 85T mình ghép vào để anh em thưởng thức ha. Ok. Anh em mình nghe thấy hay thì đừng quên like ủng hộ mình cái. Bấm nút đăng ký theo dõi clip mới nhất hàng ngày ở bên Thái Audio. Mình sẽ cố gắng kiếm nhiều cái sản phẩm hay ho đặc biệt để test âm thanh gửi tới anh em nghe hàng ngày. Cảm ơn. Khi người nghệ sĩ cất tiếng hát dấu che niềm đắng cay trên bờ môi kia vẫn thấp thoáng nỗi đau thương đây em. Mang tiếng hát xa xăm bên cây đàn, tôi một người đi qua phải dừng chân nghe khúc tình ca. Bài tình ca của em là dòng sông nước trong xanh. Bài tình ca của em lạc loài đi trên đất khách xa xăm. Một chiều nào ngồi đây nhớ nhung quê nhà khóc thầm.
rào quá sông. Khi người nghệ sĩ cất tiếng hát hát lên từ trái tim, mà cả dòng sông bỗng phút trong sẽ quay về nguồn. Đèn ngàn vì sao soi lấp lánh nơi khung trời yêu thương. Riêng người nghệ sĩ vẫn còn đi trong kiếp tham hương. Tiếng hát dấu che niềm đắng cay trên bờ môi kia vẫn thấp thoáng nỗi đau thương đây. Em từ đâu đến mang tiếng hát xa xăm bên cây đa. Tôi một người đi qua phải dừng chân nghe khúc tình. Bài tình ca của em là dòng sông nước trong xanh. Bài tình ca của em là loài đi trên đất khách xa xăm. Một chiều nào ngồi đây nhớ nhung quê nhà khóc thầm, nhớ chiều dì dào quá sông. Khi người nghệ sĩ cất tiếng hát hát lên từ trái tim, mà cả dòng sông bỗng phút trong sẽ quay về nguồn. Đêm ngàn vì sao soi lấp lánh nơi khung trời yêu thương. Riêng người nghệ sĩ vẫn còn đi trong kiếp tham hương. Riêng người nghệ sĩ vẫn còn đi trong kiếp tham hương. Rồi, ok ha, thì đó là những cái gì mình muốn giới thiệu tới anh em chúng ta trong clip ngày hôm nay. Anh em nghe hay, đừng quên cho mình một tràng pháo like thật là dài ủng hộ tinh thần của mình. Và bấm nút đăng ký theo dõi clip mới nhất hàng ngày ở bên mình. Thank you, hẹn gặp lại.